Trước kia còn chưa hiểu biết, con lỡ buông lời bất kính về các sư thầy, cho con hỏi làm sao để giảm khẩu nghiệp mà con đã gây ra. Thì thứ nhất á, là quý vị nên đi đến gặp chư Tăng để sám hối, và chư Tăng sẽ ghi nhận sự kiện đó. Thứ hai là chúng ta ráng làm nhiều phước thiện để đỡ cho ác nghiệp mà mình đã tạo. Giống như chúng ta nấu ăn mà lỡ tay cho muối hơi mặn, thì chúng ta chỉ cần đổ nhiều nước thêm vào để pha loãng cái muối đó ra.